Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là hai dòng sản phẩm đang rất hot và bán chạy ở thời điểm hiện tại, đó chính là chiếc xe Toyota Veloz Cross Top và phiên bản Veloz Cross với mức giá lần lượt là 648 triệu đồng và phiên bản bên cạnh quyết đây là phiên bản Top là 688 triệu. Hiện tại thì Expander cũng đã vừa được mới ra mắt và hai cái dòng sản phẩm này đang là hai dòng sản phẩm ở cỡ B MPV đang cực kỳ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Tuy nhiên trong clip ngày hôm nay thì Quyết muốn chia sẻ trực tiếp dành cho anh chị so sánh giữa hai dòng sản phẩm của nhà Toyota để mọi người có một lựa chọn nó phù hợp nhất đối với cái gia đình của mình đang muốn sử dụng với phiên bản Top hay là phiên bản Cross bình thường. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha. Điều đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới là phần ngoại hình của cả hai chiếc xe. Chênh nhau khoảng 40 triệu đồng thì chúng ta cũng cần phải biết xem là hai chiếc xe sản phẩm này chúng ta có sự chênh lệch nhau gì. Còn lăn bánh xong thì cũng chênh lệch khoảng tầm 44 triệu đồng. Ở phần ngoại thất ở phía đầu xe thì mọi người thấy được rằng gần như hai dòng sản phẩm này cũng không có sự khác biệt khi cả hai đều được trang bị đều là mặt bản táp lô, bản mặt ga lăng phía bên trước đều được sơn bóng màu đen và đường thanh mạ chrome và đèn đều là full LED. Tuy nhiên thì đối với phiên bản Toyota Veloz Cross Top thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là cam 360, mọi người có thể nhìn thấy ở cam ở đây. Còn đối với phiên bản thường thì chúng ta sẽ không có. Ngoài ra thì gói an toàn Toyota Safety Sense ở phía đằng sau phần logo phiên bản Top này cũng sẽ là một chi tiết vô cùng đắt giá. Vì vậy là nếu quý anh chị mà chúng ta sở hữu chiếc xe này thì mọi người đừng để là bị mất trộm ở cái phần radar phía đằng sau này, cũng rất là đắt tiền đấy ạ. Đó, đấy là sự khác biệt giữa hai cái đã thấy là cũng tương đối là nhiều rồi đúng không ạ? Tuy nhiên ở phần phía bên hông xe thì chúng ta còn thấy sự khác biệt nhiều hơn nữa khi mà hai dòng sản phẩm này đều chúng ta đều được trang bị bộ mâm đều là phay xước. Tuy nhiên đối với phiên bản Top thì chúng ta sẽ là bộ mâm có 17 inch, còn đối với phiên bản thường thì 648 triệu đồng chỉ là 16 inch mà thôi. Vì vậy đây cũng là một cái chi tiết thứ ba dành cả hai chiếc xe. Cả hai phiên bản thì cũng không có sự khác biệt nhau nhiều về bộ gương cũng như là gói an toàn ở phía trên đây, khi mà cả hai đều được có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key và có đều có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ là 5,4 lít trên 100 km mà thôi. Còn ở phía đằng sau thì sao? Chúng ta hãy cùng đi ra phía đằng sau cùng với Quyết. Hai phiên bản chúng ta đều được sử dụng bằng bộ đèn full LED được trải dài từ phía bên trái sang bên phải. Mọi người có thể để ý được rằng là chữ Veloz ở đây đều được trang bị ở trên hai phiên bản và có trang bị hai cảm biến lùi. Tất nhiên thì có sự khác biệt khi mà chiếc xe này của chúng ta đều có sử dụng bằng do chiếc phiên bản Top đều sử dụng cam 360. Vì thế là cả hai bên gương ở phía đằng sau đều có camera. Còn đối với phiên bản thường thì chúng ta chỉ có camera lùi mà thôi. Đó, đấy là khác biệt. Rồi ạ, ở cốp xe thì sao? Ở cốp xe ở bên trong xe thì chúng ta sẽ không có sự khác biệt khi cả hai phiên bản của chúng ta đều được trang bị đó chính là gập hàng ghế thứ ba phẳng và có thể gập được ghế sofa ở hàng ghế thứ hai. Đây là cái đặc điểm chung của cả hai dòng sản phẩm Top và phiên bản thường. Đó, có lẽ là sự khác biệt thứ tư sẽ nằm ở phía bên trong chiếc xe Toyota Veloz Cross Top. Điều khác biệt thứ tư thì mọi người có thể nhìn thấy ngay khi mà phiên bản Top của chúng ta sẽ có cái màn hình rất là to bản, màn hình lên tới là 9 inch có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Trong khi đó thì phiên bản thường chúng ta sẽ chỉ là màn hình 8 inch thôi. Tất nhiên tất cả các phiên bản thì đều là sử dụng 6 loa. Còn đâu thì chúng ta vẫn có chìa khóa thông minh Smart Key, vẫn có điều hòa tự động, 6 túi khí, có hộp số DCVT, phanh tay điện tử, auto hold và sạc không dây thì đều được trang bị trên cả hai phiên bản. Khác biệt thứ năm đó chính là về công nghệ an toàn ở trên chiếc xe. Phiên bản Top thì chúng ta sẽ có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm đó chính là cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, nghĩa là tự động phanh, và cuối cùng là tự động bật tắt đèn pha chủ động để giúp cho mọi người có thể đi trong đường tối một cách dễ dàng. Ngoài ra thì có hai cái công nghệ hoàn toàn mới, đó chính là kiểm soát chân ga và cảnh báo phương tiện trước khi khởi hành, giúp cho khi mà chúng ta đi đường tắc ấy, thì nó sẽ đảm bảo hơn, tránh trường hợp chúng ta nhầm chân ga chân phanh rất là nguy hiểm. Đấy là những cái công nghệ an toàn ở đặc điểm thứ 5. Còn đâu thì tất cả chúng ta vẫn có cái màn hình đa thông tin lên tới là 7 inch, có các đoàn thoại rảnh tay điều khiển các phím hành trình ở trên này và các cái bộ ốp cửa, đèn viền mạ chrome này hay là tay nắm cửa ở trên đây
đều giống nhau và không có sự khác biệt nhau về các cái đặc điểm đó. Và đối với 5 cái đặc điểm đấy thì mọi người nghĩ sao về sự một chiếc xe 648 triệu đồng còn một chiếc xe sẽ là 688 triệu? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết. Và nếu quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến hai dòng sản phẩm Toyota Veloz Cross 648 triệu đồng và chênh lệch 40 triệu đó chính là phiên bản top 688 triệu đồng thì hãy vui lòng liên hệ với hotline ở phía bên dưới của đội ngũ Happy Car 0394 016 064 để được nhận những cái thông tin và cũng như là được đặt hàng sớm nhất. Hiện tại thì đại lý đang có lịch giao xe ở trong tháng 6, tháng 7 này để có thể giao được cho quý anh chị. Và nếu mọi người đang quan tâm thì có thể inbox trực tiếp qua Zalo, đội ngũ Happy Car cũng sẽ báo cho mọi người cái chi phí lăn bánh ở từng tỉnh thành này, trả lịch trả góp như thế nào ở hàng tháng ra sao và cũng như lãi suất như thế nào để cho mọi người có thể nắm được một cách rất là dễ dàng. Đừng quên rằng hãy ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh. Ở trong clip tiếp theo thì đội ngũ Happy Car cũng sẽ tư vấn một cách rất chi tiết cho anh chị so sánh giữa phiên bản Toyota Veloz Cross Top với phiên bản Expander mới được ra mắt. Vì vậy mọi người nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Còn điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.